Xin chào anh em nhé, video này mình sẽ bàn luận xem là VinFast VF3 bán ra giữa Wuling VF3 sẽ cạnh tranh nhau như thế nào. Thì chúng ta đều biết là mới đây thông tin về kiểu dáng ngoại hình VF3 đã có rồi, khá là đẹp đúng không? Nam tính, thể thao. Mặc dù là mini EV thì thông thường mọi người sẽ thấy là kiểu dáng nó sẽ hơi kiểu cute, mềm mại, nó xinh xắn một chút. Tại bên Trung Quốc thì Wuling Hồng Quang nó chỉ có tầm 100 triệu thôi. Bản cao cấp nhất đâu đó nó có cỡ lên tầm khoảng là 300. Wuling ở Việt Nam theo thông tin trên mạng thì đâu đó nó cũng sẽ đi được 170 cây, thì đồng nghĩa là nó sẽ là ở bản giữa của Trung Quốc, có giá là 150 triệu bên Trung Quốc. Còn lại ở Việt Nam, mặc dù là đã xuất xưởng một cái xe lắp ráp đã xuất xưởng tại TMT Moto rồi, nhưng mà hiện tại thì cũng chưa có giá bán chính thức, cụ thể là thị trường nó như thế nào. Chúng ta đều biết là PR trong nước hay quốc tế thì VinFast đều có một cái giải sản phẩm là 6789 mà thôi, gần như là không có một cái chiếc xe mini EV nào VF3 lại xuất hiện ra. Thì theo quan sát của Hải thì cái điều này nó chính thể hiện cái sự nhanh nhạy trong vấn đề kinh doanh. Là hiện tại thì thị trường xe nó khá là ảm đạm, bể đậm, kinh tế toàn cầu nó đều sụt giảm nên là ảm đạm. VinFast sẽ là một chiếc xe mini EV có ở cái mức giá hợp lý tầm tiền với người dân nhiều hơn, thì điều này sẽ khẳng định được cái chiến lược VinFast muốn phủ cập nhiều hơn nữa tới người dân về việc là sử dụng xe điện. Ngoài cái việc là đã thay đổi chiến lược là làm taxi điện để mà đã có một cái thói quen cho người dân dùng xe điện rồi, nhưng mà mini EV nó cũng sẽ là một cái chiếc xe chiến lược để mà phổ cập cái chiếc xe điện tới toàn dân nhiều hơn. Chúng ta cần hiểu thêm một cái điều nữa là bản thân là trên thế giới cái tỷ lệ chuyển đổi từ xăng sang điện nó vẫn còn đang rất là thấp. Thì đồng nghĩa là tại Việt Nam, mặc dù là VinFast đang khai phá là xe điện đầu tiên ở Việt Nam có cơ sở hạ tầng rất là tốt, nhưng mà cái thói quen cũng như những cái sự lo ngại về cái sự ổn định của xe điện nó chưa cao lắm, nên là cái tỷ lệ chuyển đổi xe điện nó vẫn cực kỳ là thấp, nó chưa đáng là bao nhiêu cả. Khi mà VF3 chính thức tung ra thì nó là một cú đánh khá là mạnh. Một cú vả khá là mạnh đối với Hồng Quang Mini, vì Hồng Quang Mini hiện tại đã mới chính thức là gọi là lắp ráp tại TMT xuất xưởng ra thôi, nhưng mà cũng không đùm beng nhiều báo chí, và cái điều quan trọng là cũng chưa tung giá bán ra ngoài thị trường, tức là chưa bán chính thức là như thế nào, vì hiện tại là mọi người cũng đang chỉ đồn đoán là cái ngưỡng giá gọi là Hồng Quang đâu đó nằm trong khoảng tầm 200 đến 250, mọi người đồn đoán. Nếu mà bán ở 250 thì thực sự là nó sẽ là một cái chiếc xe gọi là siêu của ế. Còn nếu 200 thì khả năng là nhiều người sẽ mua, tiếp cận là mua. Nhưng mà khi mà VF3 thì nó lại giáng cho một cú đòn khá là mạnh trước khi tung ra. Đấy là đến tháng 9 là VF3 người ta chính thức là nhận cặt cọc, thì mọi người sẽ đang có ý định mua con xe tàu Wuling kia. Thì nhiều người sẽ gọi là đắn đo, lo ngại và chờ đợi là tạm hoãn lại, không có thể là sẽ không có ý định mua mini nữa, Wuling Hồng Quang nữa, mà người ta sẽ chờ đợi tới từ thời điểm này cho tới tháng 9 xem là giá bán VinFast kiểu như thế nào, cấu hình kiểu gì, có nhiều option hay không, hay là có những cái hỗ trợ gì hay không. Vì là dù sao thì VinFast là về xét về kiểu dáng thì xe VinFast đẹp hơn, to hơn, to là quan trọng nha, 3m1 và 2m9 chênh nhau mỗi chiều, rất các chiều chênh nhau khoảng mấy chục phân thôi, nhưng mà cực kỳ quan trọng đối với những chiếc xe nhỏ nha. VinFast VF3 thì là kích thước là 3m1, còn lại Wuling có 2m9, tức là mỗi chiều nó sẽ hơn nhau. VF3 nó sẽ hơn Wuling đâu đó tầm hơn 20 phân mỗi chiều. Với xe nhỏ thì kích thước khá là quan trọng, ngoài việc cái tối ưu không gian bên trong nữa, đấy nó khá quan trọng. Lại còn lại là VF3 thì nhìn kiểu dáng nó khá là to đấy, nhìn nó cũng to đấy, không phải là xe cảm giác nhỏ lắm đâu, vì là kiểu dáng nó dạng cây kha vuông vắn nên là nhìn cũng to đấy, không nhỏ đâu. Một chiếc xe đẹp
có dáng thể thao, phối màu cute như Hải đã từng phối trên mạng một chút. Thì theo Hải phán đoán thì bản thân tại sao mà U Linh nó trở thành top bán top 1 tại thị trường Trung Quốc, hiện tại chắc cũng phải hơn triệu xe rồi, thứ nhất nó là đánh vào cái tâm lý giá rẻ, thứ hai nữa là nhỏ gọn đi trong phố vì nhu cầu, điều đặc biệt nó là giá rẻ. Như chúng ta đều biết là xe Trung Quốc tại Việt Nam bán tốt bởi yếu tố gì? Thứ nhất là full option, thứ hai là giá rẻ so với những cái hãng Nhật Hàn khác. Tương tự vậy, nếu mà giả sử mà U Linh mà bán ở cái ngưỡng giá giả sử là 250 thì đảm bảo là viên thì sẽ khả năng nó sẽ chạm ngưỡng của xe VinFast VF3, cũng có khả năng, Hải phần đoán thôi nhé, đoán thôi, chúng ta đang bàn luận mà, đoán nó cũng sẽ bán ở cái ngưỡng tầm 250, chưa bao gồm pin vào, có khả năng là sẽ tầm 300. Đối với nhà ai có điều kiện thì sẽ mua pin, không thì sẽ thuê pin tầm 250, tức là chạm ngưỡng nhau. Nhưng mà về cơ chế của VF3 thì nó hơn hẳn U Linh, đúng không? Về hẳn hơn hẳn U Linh, thế thì cái việc là người ta sẽ lựa chọn VinFast nhiều hơn đó. Nên là về cơ bản ấy, chiếc xe nếu mà VinFast mà tung giá một giá gọi là hấp dẫn hơn nữa thì tương lai VF3 sẽ là một cái xe gọi là chiếc xe quốc dân thực sự. Nhà người ta sẽ thay thế cho việc là đi xe máy, thay thế cái việc đi xe máy hàng ngày. Các ông chồng đang đi xe to sẽ mua cho vợ mình một chiếc xe mini EV VF3 để mà đi làm, chở con đi học, đi cà phê, đi chơi sang chảnh. Thì theo anh em thì quan điểm là nếu mà anh em có tầm tiền 200 đến 250 và muốn mua một chiếc gọi là mini để mà dùng thì anh em sẽ chọn U Linh hay là chọn VF3, cùng cho ý kiến nhé.